Anh ở nhà chỉ chơi với chó với mèo, anh chỉ sợ là sau này anh ra anh chỉ kêu meo meo rồi đấy. Nay thì cái sự tương tác nó đang giảm dần và anh đang thấy là có lẽ là đang ở một cái mức nào đấy gọi như là bọn anh đang mất mất kết nối với nhau. Anh ở nhà chỉ chơi với chó với mèo, anh chỉ sợ là sau này anh ra anh chỉ kêu meo meo rồi đấy. Cuộc đời của anh là một câu chuyện hài đấy, nên là anh chỉ cần lên Facebook xong rồi xem ai thả ha ha xong rồi anh thấy vui, càng nhiều ha ha anh càng thấy vui á. Anh soi Facebook của mọi người xong rồi anh đào ảnh của mọi người lên anh xem xong rồi anh cười. Lúc đầu kiểu nghe công ty có cái nói là nhân viên có thể làm việc ở nhà ấy, thế luôn anh thích lắm, thì anh là chuyên gia đi làm muộn ấy. Kiểu anh đã kiểu tính là một tháng chắc anh phải trừ khoảng mấy trăm nghìn đến cả triệu tiền đi làm muộn ấy. Ngày xưa anh làm công ty cũng anh bị trừ cả 2 triệu tiền đi làm muộn ấy. Thế là anh kiểu nghĩa là việc ở nhà anh thấy kiểu có lợi vì không phải chấm công, xong rồi cũng không phải ai bắt đi làm muộn hay gì ngủ cố thêm ấy, xong rồi cũng chả phải khói bụi ngoài đường ấy. Xong rồi nhưng mà đúng là cái gì mà kiểu mình quen thuộc rồi ấy, thành ra bây giờ không được trải nghiệm nó nữa, thành ra mình lại nhớ. Có một cái kinh nghiệm để lại là những cái ý tưởng mà mình đề xuất ra ấy. Mỗi một cái dự án thì mình đề xuất ra khoảng 2 đến 3 ý tưởng, nhưng mà chỉ được lựa chọn một cái thôi thì mình sẽ còn 2 cái khác thì mình sẽ cất đi. Kinh nghiệm của anh là mình sẽ cất hết, không có tức là không có nghĩ rằng cái nào thừa, không bỏ cái nào đi cả. I love it. Fantastic. Thì khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà anh có thể tận dụng được những cái idea mà ngày xưa mà anh đã kiểu đề xuất ra nhưng mà mọi người thấy chưa phù hợp với cái dự án đấy. Có một cái dự án liên quan đến triển lãm thì anh cũng đang theo đuổi cái dự án đấy để mà làm việc với các nghệ sĩ. Thì trong cái khoảng thời gian này thì anh được gặp gỡ nhiều các anh chị nghệ sĩ nhiều hơn là chỉ là những bạn designer. Anh cũng đang tìm hiểu thêm về truyền thông thị giác để mà có thể là những cái mới, cảm hứng mới là mình có thể là đưa vào những cái thiết kế một cách tối ưu nhất. Anh đã làm nhận diện xong cho cái trung tâm giám sát an ninh mạng của Việt Nam ấy. Anh cũng đã làm xong cái bộ logo của nhận diện và được đưa vào sử dụng của trung tâm rồi. Thì đấy là cái mà dự án mà tên tuổi kiểu khá là lớn mà anh tham gia. Ở trong Sài Gòn thì có cái Novaland là nổi tiếng đúng không? Thì anh đang làm, anh đã làm xong bộ nhận diện thương hiệu cho logo của một cái khu Victory Park. Tức là về cái khu về biệt thự các thứ, thì anh đã làm xong nhận diện lưng thương hiệu và logo cho cái dự án đấy. Thời buổi này thì ai cũng sẽ bất ổn thôi, nhưng mà anh mong mọi người bớt bất ổn. Mình mong mọi người bớt bất ổn, mình mong mọi người nhìn nhận mọi thứ nó tích cực hơn để mà có thể là vượt qua được cái đại dịch này.